Thưa quý vị, đã nhiều ngày trôi qua, song câu chuyện về một giáo sư ở tại Thành phố Hồ Chí Minh mặc quần đùi giảng dạy trước sinh viên ở một trường đại học vẫn là một câu chuyện tạo được sự quan tâm trong phần đông dư luận. Và trong chuyên mục câu chuyện buổi sáng ngày hôm nay, chúng ta sẽ có cuộc gặp gỡ trực tiếp với vị giáo sư này. Vâng, đó chính là giáo sư Trương Nguyễn Thành, và ông hiện nay đang đương nhiệm vị trí phó hiệu trưởng của trường Đại học Hoa Sen Thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng tất nhiên là câu chuyện của chúng ta sẽ không phải xoay quanh chiếc quần đùi. Thưa quý vị, mà điều mà chúng tôi muốn truyền tải trong buổi sáng cuối tuần hôm nay đó chính là tư duy thách thức mọi giới hạn. Điều mà có lẽ trong mùa hè, mùa thi, mùa khởi nghiệp 2017 này sẽ có không ít các bạn trẻ, sinh viên cũng như là phụ huynh của các em thực sự quan tâm. Kính chào giáo sư Trương Nguyễn Thành. Liên quan đến câu chuyện về chiếc quần đùi những ngày vừa qua thì được biết là trường Đại học Hoa Sen cũng đã phải có những cái giải trình xác minh với phía bộ xoay quanh câu chuyện này. Thì giáo sư Trương Nguyễn Thành, mình muốn chia sẻ những điều gì ạ? Trước tiên thì tôi cũng muốn đính chính một thông tin, đó là Bộ Giáo dục không yêu cầu giải trình về cái vấn đề này. Tôi thì không muốn nhắc lại cái vấn đề đã xảy ra, nhưng mà tại sao mà tôi nghĩ rằng là cần phải phát triển tư duy sáng tạo cho giới trẻ ở Việt Nam. Cái nhận định về cái lộ trình của một người làm khởi nghiệp như nó chưa có được chính xác. Báo chí thường hay thổi phồng cái vấn đề thành công. Thì chị thấy rằng là nếu như một cái nhà hàng có khách thì cái nhà bên cạnh cũng muốn làm cái nhà hàng giống vậy. Rồi cái hàng xóm gần bên cạnh cũng muốn làm cái nhà hàng giống vậy. Cạnh tranh với nhau mà chết. Thì cái mà tôi muốn nói đây chỉ khác nhau là ở cái chỗ là cũng cái người có khả năng đó, mà một người ấy thì có khả năng khai thác được cái tư duy sáng tạo của mình, và người kia cho dù thông minh nhưng lại không có cái khả năng khai thác được cái tư duy sáng tạo. Đó là cái lý do mà tôi mở cái lớp học phát triển tư duy sáng tạo, hay là cái lộ trình sáng tạo. Nếu nó là cái chiêu PR thì nó là một cái chiêu PR thật sự là thành công rồi. Nhưng mà thầy có nghĩ rằng là chọn một cách mà giảng dạy như thế thì nó có phù hợp với sinh viên đang có trong cái phòng học đó hay không? Sinh viên cũng như là giới trẻ Việt Nam nó quen với cái lối mòn. Văn thì lại có văn mẫu. Làm sao biết rằng mình đang bị cái lối mòn? Và họ đã suy nghĩ như vậy mấy chục năm rồi. Không dễ để mà một sớm một chiều thay đổi, đúng không ạ? Đấy, muốn cho họ bật ra thì phải chứng minh một cái gì đó sốc để cho họ thấy rằng à, đúng hả? Cái đầu tôi đang bị hộp, đang ở trong cái hộp. Có người cho rằng đây là một chiêu PR. Không phải. Nếu mà PR cho bản thân tôi thì thật sự là tôi đủ danh tiếng rồi. Tôi thích bận quần đùi, áo thun, mang dép da rồi đi ra ăn vỉa hè. Còn cái việc mà nó có phù hợp hay không, cái đầu của họ đang bị bó buộc. Chỉ có họ mới tháo ra thôi, còn không ai tháo ra được. Cho nên tôi cũng chẳng có màng phải thuyết minh, cũng chẳng có màng phải thuyết phục. Thế nhưng phần mình thì tôi cũng có không ít những lo ngại. Ví như những gì thầy vừa nói về sự khởi nghiệp, chúng ta từng hô hào nhau, từng đua nhau, hãy khởi nghiệp đi. Và nghĩ rằng đó là một cái mảnh đất màu mỡ để chúng ta có thể phát triển, có thể giàu lên từ nó. Sẽ ra sao nếu chúng ta cũng hô hào nhau hãy sáng tạo đi, mà nhiều khi chúng ta chưa thật sự hiểu rằng sáng tạo và cái sự na ná sáng tạo thật ra nó cũng rất là gần nhau. Cái gì tôi nghĩ ra mà tất cả những người khác không nghĩ ra, đó là sáng tạo. Còn na ná sáng tạo thì đó là copy. Cái đó là cái bắt chước, nó không phải là sáng tạo. Gọi là đi theo cái lối mòn của ăn cắp ý tưởng. Và Việt Nam thì rất nhiều những người có thể copy rất là giỏi nhá. À, cái đó nó đi từ cái tư duy đi tắt đón đầu ấy vậy. Nếu không có sáng tạo thì bạn không có khả năng cạnh tranh. Và bạn không có khả năng cạnh tranh thì trước sau gì bạn cũng chết. Còn nếu như mà bạn không hiểu được đây là một cái sự chọn lọc khắc nghiệm, bạn không đứng dậy thì bạn chết luôn. Khởi nghiệp là một hành trình đi từ thất bại này tới thất bại khác. Các sinh viên Việt Nam khi ra nước ngoài thì lại thành công. Chúng ta có cùng một bộ gene. Tại sao khi bước ra nước ngoài thì lại phát triển thành công, ở Việt Nam thì lại không? Nếu mà nói như vậy có nghĩa là nếu mà nhìn lại những cái ngày vừa qua thì rõ ràng là mình cũng không có một chút nào tiếc nuối về những gì đã diễn ra, đúng không ạ? Giải trình là tại sao nó như vậy thì thực sự nó rất là phiền. Nhân loại trí là nó gọi là artificial intelligence, nó càng ngày càng phát triển nhanh chóng. Với robot
thì chừng 5-10 năm nữa con robot nó thông minh. Vậy thì con người hơn cái con robot chỗ nào? Lúc đó người Việt Nam sẽ phải đối phó với cái nguy cơ gì? Một người mà họ nghĩ xa thì họ nghĩ về những cái sáng kiến, họ nói về những cái ý tưởng mới lạ. Còn những người mà họ có cái tư duy thấp một tí xíu thì họ nói về những cái chuyện quân đội. Xin lỗi, tôi không thích nói chuyện quân đội. Vậy thì trong thời gian tới, trong những ngày sắp tới, liệu thầy có tiếp tục với những cái hoạt động như này, với những cái trăn trở này của mình để biến nó thành hành động như những gì mà chúng tôi đã được thấy, đã được nghe những ngày vừa qua? Một trong những vấn đề mà tôi làm ở Đại học Hoa Sen là xây dựng một cái chương trình đào tạo tinh hoa. Ở đây với cái mục tiêu là sau khi tốt nghiệp không chỉ đi làm công nhân xin việc làm, bạn có khả năng tạo công việc làm cho mình và cho xã hội. Điều đó đòi hỏi người này phải có trí sáng tạo cao, thông minh chưa đủ. Thành công đòi hỏi bạn phải có đủ sức chịu đựng. Bạn mà có thông minh, có sức sáng tạo mà bạn không chịu nổi được cái áp lực đó thì bạn cũng thất bại mà thôi. Dạ. Vậy là kéo theo những cái lớp học như thế là sẽ có những cái nhiều cái cách truyền tải điên rồ hơn nữa, sáng tạo hơn không. Nữa. Và nếu mà thầy đã nói cái sự sáng tạo và đi đến tận cùng sự sáng tạo và thách thức mọi giới hạn như vậy thì thật sự cái điên rồ nó chỉ là một phần ở trong đấy thôi. Khi chúng ta đã thách thức sự sáng tạo rồi. Đây là một, có thể cho nó là một điên rồ. Vừa rồi tôi mới vừa dạy đứa con tôi, lần đầu tiên tôi đem nó về Việt Nam, 20 tuổi. Tôi hỏi nó, con có muốn đi chơi xe đạp chơi với bố không? Đương nhiên rồi, muốn đi chơi du lịch mà. Nhưng mà tôi nó không có nói nó là đi bao xa. Tôi bắt ốc từ Tân An ở Long An ấy. Hai cha con đọc xuống tới Châu Đốc, đi trong đường làng, đi trong ruộng ấy. Và tổng số lượng cây số là gần 400 cây và đi trong vòng 4 ngày rưỡi. 3 giờ cuối cùng nó không còn một cái sức nào để nó đạt. Nhưng mà tôi phải hét bên lỗ tai nó, thân thể con, xác con có thể bỏ cuộc, nhưng mà ý chí của con không được bỏ cuộc. Con phải đạp tiếp, tiếp tục nào, không được bỏ cuộc. Và 3 tiếng đồng hồ sau nó tới nơi. Thì hậu quả cái cuộc đó, nó về tới nhà thì nó ngủ 2 ngày liên tiếp. Nhưng mà cuối cùng rồi khi nó tỉnh dậy rồi hỏi rằng là con có muốn đi nữa không? Thì nó lại đi nữa, hỏi kỳ này bố con đi gấp đôi cái khoảng cách đó nha. Thì cái đó hỏi rằng là cha mẹ Việt Nam dám dạy con nó như thế nào. Dạ, rất cảm ơn thầy về những cái chia sẻ ngày hôm nay và cũng mong chờ những cái lớp học sắp tới của thầy. Như chúng ta nói vô nãy giờ, điên rồ hơn nữa. Và tại sao lại không ạ? Đúng không ạ? Nhưng mà chắc chắn là tôi sẽ không bận cái quần đùi tại vì nó không còn sáng tạo nữa. Chính xác. Dạ, cảm ơn thầy.